Đây em test cái giải mã cho các bác nhé. Đây là đầu giải mã cho bác này. Đang chạy điểm MD. Cái MD của bác, cái MD Marzahn này. Đây. Đĩa MD này. Cho vào này, đọc này. Em đang chạy luôn con ông Lili Lukman này luôn nhé. Đấy. Chạy điểm MD này. Nè, cho MD ra này. Đây cho bác nhé, 6 triệu 8 đây. MD này. Sang CD cho bác này. CD này. Thì em còn cho đọc cái đĩa CD đều này, bác nhìn nó nát như này, nhìn chưa? Đấy. CD tự ghi đấy, nát như này nó còn đọc được thì về CD của bác xịn thì nói làm cái gì nữa, thấy chưa? Đấy, CD này. Đấy, CD nhé. Đấy, CD xong bỏ này. À, xong đến lượt đây là em giải mã. Thì giải mã bây giờ là em cho nó đứng ở. Em cho cái gì nhỉ? Cái đầu giải mã này nó đứng ở cương vị ở một cái tivi. Nó là cái tivi. Nó bây giờ cái đầu CD này nó đứng cương vị là một cái tivi đi. Tivi thì mình đưa đây nhé, em đang mở tivi chẳng hạn. Thì tivi ở đằng sau đây, các bác nhớ nhé. Về bác cắm một cái dây đầu quang này. Cắm cái dây quang này này. Vào sau cổng tivi này. Còn đầu còn lại. Đầu còn lại bác cắm vào đây cho em. Cắm xuống đây là đầu giải mã của bác nhé. Đầu giải mã của bác, của đầu Marzahn này. Đầu Marzahn của bác này. Về bác cắm vào cổng optical cho em. Đây vào cổng này cho em. Sau đó bác sẽ cắm cái đường dây ra đây cho em. Bác cắm cái đường dây ra nhé. Các bác chú ý hộ em này. Các bác đường cây ra này. Cắm lại cái dây này em. Các bác chú ý hộ em cái đường dây ra nhé. Cái đường dây ra này nó có mũi tên ở bên trên này nhé. Mũi tên ở bên trên này nhé. Cái đường ra thì nó phải là đích. Cái mũi tên thì nó phải là số âm ly. Đây nhân viên em nó cắm sai nhé. Đây bác nhìn trên cái thân dây này nó có mũi tên, nhìn chưa? Nó có mũi tên này. Nó có một cái ngược cái xuôi này. Ý lại xem. Đấy, cái này ra này. Đảo lại dây đi. Một dây, có một dây ngược dây xuôi. Đảo lại. Một cái đúng sai. Có nghĩa là cái đầu, bác nhớ nhá. Cái đầu trong cái mũi tên đây này, bác nhìn này. Cái mũi tên của nó này. Đấy, mũi tên nó chỉ ra như này. Thì bác phải cắm bắt đầu từ CD, từ giải mã này. Ao ra. Giải mã, quay ra. Được chưa? Đấy. Quay ra và quay vào đây. Vào cái mũi tên cuối cùng nó chỉ đến đích. Đích cuối cùng là âm ly. Thì âm ly đằng trước đã để chế độ AUX1. Đây, chế độ AUX1 đây. Các bạn nhìn nhé. Đây là AUX1, nhìn chưa? Thì mình phải cắm vào đúng là AUX1 này. Đấy. AUX1, được chưa? Cắm vào đúng AUX1 cho em. Đấy, được chưa? Đây nhá, đây cái đầu trên cùng này là cái đầu của em. Em đang đứng cương vị của nó là một cái tivi nhà bác. Thì cắm vào đằng sau tivi này. Cái đầu còn lại của dây quang cắm vào đầu giải mã đây. Được chưa? Cắm vào đầu giải mã. Còn cái dây AV thì cắm tiếp từ đây. Chạy xuống âm ly. Còn hai cọc trên cùng này là hai cọc loa. Hai cọc loa nhé. Hai cọc trên cùng. Hai cọc loa của cầu A và hai cọc loa của cầu B nằm phía dưới. Thì hai cọc loa thì dây loa em đã cắt sẵn cho bác rồi, tước sẵn đầu rồi. Về bác vặn hai đầu dây loa vào đây, vào hai đầu dây loa kia. Thì đối với cầu A, cầu B thì em hướng dẫn bác đằng phía trước này. Đây đằng sau các bác cắm đầu giải mã vào cổng AUX1. AUX1 đây nhá. Thì cái vạch này bác xoay nó phải về đúng AUX1. Nếu đằng sau bác cắm vào AUX2 thì bác phải xoay nó xuống AUX2 để thông nhau. Còn hiện tại em đang cắm AUX1 thì bác phải vặn về AUX1. Còn tất cả các núm bác nhìn này. Các núm bác để y như này cho em nhé. Tất cả các núm bác để chính giữa cho em. Chính giữa chưa? Còn có cái chế độ núm system mono này thì bác để chính giữa cũng được. Nhưng mà bác gạt hết về bên này thì nó chạy sẽ system mono cho em. Đấy, bác để chính giữa chưa thì nó chạy system. À, thế. Được chưa? Tất cả các núm bác để chính giữa cho em. Còn chỉnh bát chỉnh chét thì sau đây em mở nhá. Đây là cương vị là cái đầu đây là cái cương vị tivi đang chạy nhá. Thì bây giờ giải mã này. Bác cầm trên điều khiển này, trên cái điều khiển của Marzahn nó có cái nút input trên cùng này, bác nhìn chưa? Input này.
và ấn vào input này, nhìn thấy nhá, input này, chọn chế độ này, ấn lần nữa này, analog này, được này, giải mã optical này, đấy, khi nó có optical, khi nó hiện optical thì bác phải ấn ví dụ giải mã z check đây này, đấy, khi bác chuyển nhá, nó về optical đây, thì bác phải ấn cái nút red này, nhá, để nó chuyển giải mã. Bây giờ em chuyển nhá, em tắt này, như này. Đấy, bây giờ nhá, nhìn nhá, bấm khiển này, unlock không được, ấn lần nữa này. Optical đấy chưa? Thì nó chuyển. Ví dụ đây tắt nhá, tắt rồi, nhưng nó vẫn nằm ở optical đây. Ví dụ chuyển này, optical này nó không chạy, được chưa? Optical nó không chạy, bắt buộc các bác phải ấn red này, này để nó giải mã. Đấy, chưa? Đấy, nó sẽ giải mã. Hiện tại bây giờ cái đầu CD trên cùng nó đang đứng cương vị cái TV nhà bác. Nó giải mã ở đây rồi đấy. Đây, đã optical rồi. Chú ý hộ em cái nút này nhá. Cái nút này hay không nhiều bác vặn này. Đang này. Gạt này, thấy chưa? Gạt sang mono là nó tự nhiên chất lời mới tép nó giảm hết xuống. Nó đây là mono cái ấm này, site này, giữa này. Ở đây em đang bật quạt nên là gió quạt nó thổi vù vù vù, bác thông cảm. Hôm nay em giới thiệu cho bác là tất cả Marzahn đây nhá, đầu Marzahn em gửi cho bác, âm ly tất cả hoạt động hoàn hảo tất. Còn về dây loa đấy, em đã cắt cho bác dây loa, hiện tại em đang gửi cho bác là dây loa 4 lõi, nên hiện tại em đang dùng, em xoắn lại thành 2 lõi, có nghĩa là đỏ với đen vào thành 1 lõi và xanh với trắng thành 1 lõi. Đầu nào cũng thế, đỏ đen thành 1 lõi. Hiện tại là bây giờ đang dùng 1 đôi loa, sau này bác thích dùng 2 đôi loa thì bác tách nó ra, đỏ đen cho 1 đôi và xanh trắng 1 đôi tùy. Hiện tại đây là dây 4 lõi đấy, ok chưa? Ngày khói lửa chưa kín quê hương và đôi ta nhỏ bé. Rồi, xong bộ cho bác.